Trên trang cá nhân, vợ chồng Mạnh Trường liên tục xả kho loạt khoảnh khắc tình bể bình bên trời Tây. Phương Phạm tận hưởng giây phút hạnh phúc bên ông xã Mạnh Trường. Cô không ngại thể hiện tình cảm với chồng. Cô viết, em đã tìm thấy nghệ sĩ nhưng anh ấy không biết làm thơ. Ngay dưới bài viết, Mạnh Trường không ngại phát cẩu lương khiến dân tình chỉ biết u mê. Có thể thấy, cả hai rất chăm chỉ tương tác với nhau trên mạng xã hội. Bên nhau đã hơn thập kỷ nhưng tình yêu họ dành cho nhau tuy giản dị nhưng luôn tràn đầy hạnh phúc khiến khán giả không khỏi ghen tị. Vợ chồng Mạnh Trường đang có chuyến du lịch châu Âu sau thời gian dài hạn chế đi lại vì dịch bệnh COVID-19. Dù đang là mẹ bầu nhưng cô nàng vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, xinh đẹp, tươi tắn. Bà xã Mạnh Trường được khen là xinh xắn, nhuận sắc hơn khi mang bầu. Khi được lên chức lần 3, nam diễn viên dành nhiều thời gian để quan tâm vợ bầu và đưa cô đi nghỉ dưỡng để có được tinh thần thoải mái nhất trong quá trình mang thai. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.